Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023. Em quay một cái video mới, mời cô chú anh chị mình xem. Ai có nhu cầu mua cây giống độc lạ thì vui lòng liên hệ với em qua số 0967 439 699. Đây, trước mặt mọi người đây là cây hồng sô-cô-la nhé. Các cây hồng sô-cô-la này nhà em đã nuôi thành cây trai rồi. Em sale cho ai lấy là hôm nay bình thường em bán là 350.000, nên em sale cho ai lấy là còn 300.000 một cây nhé. Hồng sô-cô-la trai là 300.000. Em còn hai cây trà là nhé mọi người. Hai cây trà là của em là hai cây này là hai cây ba hy. Hai cây ba hy này thì em lấy cho khách một lô đấy là 200 cây, thì là còn dư ra hai cây đây nhé. Còn hai cây đây cô chú anh chị mình ai có nhu cầu lấy thì liên hệ với em nhé. Của em là trà là mô nhé. Còn đây là cây kim quất này mọi người ơi. Kim quất này nhà em đang bán, em có cái lô là em đang bán là 190.000. 190.000 một cây. Kim quất này nhá thì nó là một cái loại cực kỳ dễ ra quả luôn. Rất là dễ ra quả, quả ngọt cực kỳ đặc ruột, quả ngọt nhá. Quả ngọt, lá của nó đặc điểm này. Mình chỉ cần như này này, mình kiểm tra cái lá của nó là nó không hề có tinh dầu. Nó gập này. Nó không có mùi gì luôn. Nó không có tinh dầu nha mọi người. Đó, nó không có tinh dầu. Đó là cây quất ngọt nhá. Kim quất hay vẫn còn gọi quất ngọt Đài Loan. Cái quả tròn đấy ạ, quả ruột đặc nhá. Cái lô này em đang bán là 190.000 một cây nhá. Ai lấy thì em để cho mình là 190.000. Còn đây là cây la vàng này. La vàng Nam Phi. La vàng Nam Phi, cái lô này của em về em dưỡng ở trong thùng này. Và nó đã bắt đầu đâm hoa ra rồi. Đâm hoa ra vậy rồi này. Thì cái này em để cho mình là 260.000 một cây nhé. Giảm giá nhẹ là 250.000 một cây. Ai có nhu cầu lấy thì mình lấy mình trồng đi. Cái thằng la vàng Nam Phi này em nói thật là nó rất là dễ trồng luôn. Các cái vùng khí hậu mà nó tức là tất cả mọi miền khí hậu, hoặc là mình trồng chậu này, hoặc là đất cát, đất pha cát này, hoặc là đất nhiễm phèn, ngập mặn hay gì đều trồng được bình thường nhá. Cái quả la vàng này này, quả ăn rất là ngon. Quả sẽ từ 1 cân đến 3 kg, 1 kg đến 3 kg một quả nhá. Và nó quả nó rất là ngon. Ngọt ngon và nó dai dai dẻo dẻo như là thạch ý nhá mọi người nhá. Quả rất là ngon, rất là lên trồng đấy ạ. Rất là lên trồng nhá. Còn ở đây này, em có một lô táo hồ lô này. Táo hồ lô này thì ở đây em có táo hồ lô và mướt rơm nhá. Em hết các loại khác rồi, chỉ còn hồ lô. À đây, còn một cây này là cây ly này mọi người này. Cây ly Jube nhá. Cây ly Jube này. Cái này thì em mới cắt để cho nó lên này. Ly nhá. Đó mọi người nhìn thấy không? Mấy lá của nó lên này. Lá của nó đang lên như này nhá. Em có một cây ly. Ly này thì em đang cắt cho nó ngắn ngắn rồi. Ai lấy em để cho mình sale cho mình còn 800.000 nhá. Ly là còn 800.000 một cây. Ly 800.000 một cây. Còn đây là hồ lô này, em còn hồ lô và mất rơm nhá mọi người. Mớt rơm này, mớt rơm lên rất là đẹp luôn đấy mọi người này. Này, ngọn đua này. Đua ngọn quá trời đẹp luôn. Mớt rơm này. Mớt rơm và hồ lô em đang bán là 850.000 một cây. 850.000 một cây nhá. Ai lấy 2 cây thì em sẽ để cho mình là 1.600.000. Ai lấy 2 cây sẽ em sẽ để cho mình là 1.600.000 bao ship tận nhà nhá. Một cây là 850.000 cộng 30.000 phí ship ạ. Đó. Và đang hoa này. Hồ lô nhá, hồ lô và mất rơm. Ở đây em chỉ còn mấy loại thôi, một chỉ còn ít thôi, không còn nhiều nhá mọi người. Đó, cái hồ lô này đang bắt đầu lở hoa này. Đang bắt đầu lở hoa đua ngọn rất là khỏe nhá mọi người. Đó. Cây đẹp lắm nên cô chú anh chị mình tranh thủ mua nhá. Cây gốc già cực kỳ luôn ạ, cây ghép nhá. Nhà em tất cả các cây nhà em đều là cây ghép sát gốc luôn. Cây sẽ ghép sát gốc và cây rất là già nhá mọi người nhá. Đó, cây rất là già sát gốc và cây đã nhập về mình và nuôi một thời gian dài rồi nên là bộ rễ cực kỳ khỏe. Mọi người nhìn này, rễ cực kỳ khỏe luôn nhá. Chứ không phải là cái cây mà dễ trần người ta vào bầu đâu. Nên là mọi người, cô chú, anh chị mình chú ý nhá. Mình mua táo tàu hoặc là mình mua cây giống gì cũng thế thì mình để ý một chút. Thì là mình sẽ mua được cái cây chuẩn xịn nhá. Còn nhiều nơi á, người ta... cái cây dễ trần cho người ta vào bầu ấy. Ồ, rồi về mình trồng không sống được đâu. Em nói thật, đến nhà vườn còn nuôi khó. Nói gì là mình trồng đúng không? Mình trồng ít mình không nuôi được đâu. Nên là mình cứ mua các cái cây nó nguyên bầu như này này thì nó sẽ rất là ok nhất mọi người. Đó.
Và đây, ở đây là em có mấy, em còn mấy cây thôi, cái táo tàu. Mọi người có nhớ không, em còn ở hôm trước là em quay ở ngoài đồng ấy ạ, là em có mấy cây. Em có một ít mà cây nó đang có quả đấy. Thì em chuyển về đây nó bị rụng quả, cho nên là em nặt lá đi thì đang có hoa lại đây mọi người nhá. Đang có hoa lại đây. Nhưng nó vào cái đợt mưa chắc cái lứa này sẽ không đậu được nhiều đâu, chắc chỉ đậu lác đác được vài quả thôi. Đó, em còn 3 cây đẹp nhá. Mấy cây này thì em mới tuốt lá này. Mấy cây này em mới tuốt lá thì phải đợi sau. Cây kia ở trong kia cũng là mới tuốt lá thì đợi sau. Còn ở đây thì em có mấy cây này này, đang đậu quả rồi đây mọi người nhá. Là em để cho ai lấy là 1.800.000 một cây nhá. 1.800.000 một cây. Ai lấy 2 cây em sẽ để cho mình là 3.600.000. Ở đây em còn 3 cây. Một là cây ly Jube này. Cây ly nhá. Đó, có cây này là cây Sansili và cây này cũng là cây ly. Có cây này cây Sansili này mọi người này. Đó, gốc rất là to và rễ, bộ rễ của nó cực kỳ khủng luôn. Ai đã lấy cái lô này của em á thì mọi người cứ thì nói thật là cho em xin một cái feedback là cái lô này quá kinh khủng luôn, quá khỏe, quá là sai quả luôn ý ạ. Trời ơi, nó quá khỏe luôn này, mọi người nhìn này. Nó đua ngọn này. Đó. Nó có trần trừ gì đâu, rất là khỏe và rất là đua ngọn luôn. Nó gọi là rất là luôn đấy mọi người. Này, ngọn này. Cái này thì em có giao hàng vận chuyển toàn quốc nhá. Em ở Hà Nội nhưng em có giao hàng toàn quốc. Bắc Trung Nam em đều giao hàng nhá, ship code giao tận nhà luôn. Mình có thể nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán dùm cho em. Thì cái lá của nó cũng non ấy. Thì nó có đi xa thì tất nhiên là nó cũng sẽ bị hơi, cái lá nó sẽ hơi bị xấu đi, hoặc là nó bị dập đi ấy. Thì mình về mình bỏ lá này đi, mình để cho nó lên đợt lá mới thì cây của mình sẽ cực kỳ ok nhá. Đó. Em còn một cây xui men. Cây xui men này là cái cây giống của cái chị Hà Đào ấy mọi người. Hà Đào này, Hà Đào Lào Cai ạ, là cái cây mà nó cực kỳ hợp miền Bắc, nó hợp nó cực kỳ hợp Việt Nam ấy ạ, nó cực kỳ hợp Việt Nam. Và nó đây này, đang đậu quả rồi này. Đó, đang đậu quả rồi. Cái cây này em còn một cây duy nhất, em để cho ai lấy là em để 2.700.000 nhá. Em hãy để 2.700.000 một cây duy nhất luôn. Một cây duy nhất, cái này siêu quả luôn mọi người nhá. Loại này là loại siêu cực kỳ siêu quả và cực kỳ ngon luôn. Đây là cô chú anh chị mình chưa có thì mình lên lấy một cây về mình trồng nhá. Em có giao hàng triệu là 2.700.000 nhá. 2.700.000 cây này ai lấy inbox cho em. Còn đây là lê này. Đó, lê nhá. Lê vàng. Lê vàng Đài Loan nhá mọi người. Lê vàng Đài Loan này. Mọi người nhìn cái chùm quả này kinh khủng không? Mọi người nhìn cái chùm quả này quá kinh khủng luôn. Đậu quả sai lắm. Cái bọn này đặc điểm nhá. Đậu quả cực kỳ sai. Lá, cánh hoa của nó xếp cánh luôn nhá. Cánh hoa của nó xếp cánh. Em để cho ai lấy là 250.000 một cây. Sale rẻ nhá. 250.000 một cây. 250.000 một cây. Em còn một cây. Em còn một cây này là cây nho vàng. Nho thân gỗ quả vàng nhá. Nho thân gỗ tứ quý trái vàng này. Thoát thân là 40cm. Thoát thân 40cm, gốc của nó phải bằng gần bằng cổ tay của em luôn nhá. Nó phải vanh, tức là nó bằng 2/3 cổ tay. 2 phần hạ khoảng 2/2 nhá. 2/2 cổ tay của em nhá. Cây rất là đẹp này. Gốc mướt mượt mượt luôn. Gốc mướt mượt mượt rất là đẹp. Đó, cây rất đẹp luôn. Để mà có cây nho vàng mà thoát thân đẹp như này thì chắc là chỉ có mình nhà em mới có đó. Nên là cô chú anh chị mình tranh thủ mua nhá. Cô chú anh chị mình tranh thủ mua. Cây này ai lấy em để cho mình là 3.000.000. Khách quen có thể nhắn tin cho em giảm giá thêm một chút nữa. Khách quen thân thiết nhắn tin gọi điện cho em giảm giá cho mình thêm một chút nữa nhá. Còn một cây duy nhất. Còn một cây duy nhất nhá. Đây, hồng sô cô la vẫn còn nha mọi người. Hồng sô cô la đang trái này, 1.500.000 này, sale 1.500.000 vẫn còn nhá. 1.500.000 cây to này thì sale còn 2.200.000 nhá. Cây to sale còn 2.200.000 cũng vẫn còn quả nha mọi người nhá. Đó, 2.200.000 vẫn còn quả, mời cô chú anh chị mình đặt mua nhá. Còn ở đây em còn một ít táo tàu thôi mọi người ơi. Còn một ít táo tàu bé thôi. Ở đây em còn này, mọi người nhìn này. Hoa dã man không? Này về chăm chăm đậu nhá.
Ở đây em còn một ít thôi mọi người. Em ở đây em chỉ còn là đông dao, xuôi men và em xin lỗi, đông dao này, xua khen này và honija nhá. Em chỉ còn 3 loại thôi, không còn nhiều nhá, không còn. Chỗ này em chỉ còn có khoảng độ chục cây thôi mọi người. Là em để cho ai lấy là 450.000 một cây nhá. 450.000 một cây, số lượng sẽ không còn nhiều nữa, chỉ còn ít ở đây thôi mọi người. Số lượng sẽ còn ở đây còn ít thôi, còn một cây đấy này. Còn một cây GA866. Còn một cây GA866 nhá. Còn một cây GA866 còn đâu là hết rồi. Chỉ còn ít thôi, không còn nhiều nữa. Chỉ còn ít thôi, không còn nhiều nữa nha mọi người. Nên là cô chú anh chị mình tranh thủ mua nhá, tranh thủ đặt mua đi. Lựu đây, em còn mấy cây lựu này vẫn còn đang ế đây. Vẫn còn đang ế này. Hoa đây. Đó. Rất là đẹp nhá. 3,3 triệu một cây. Xuân đào. Xuân đào 115.000 nhá. 115.000. Đây là cây giống này. Cây hồng sô cô la, cây giống. Đây là cây táo đại mật. Đó, táo đại mật này. Táo đại mật em để cho ai lấy 60.000 một cây nhá mọi người. 60.000 một cây. Rồi em xin phép kết thúc video nhé. Chúc cô chú anh chị mình xem cây vui vẻ, xem kênh vui vẻ và có một kỳ lễ nghỉ lễ cực kỳ vui nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.